Đó, giờ mọi người đầy đủ hết rồi nha cả nhà, đầy đủ mặt hết rồi nha. Giờ có về hơn bị đuổi việc cho nên là sức khỏe. Đó. Đuổi ăn hơn. Có ai làm gì muốn chị Hư làm đi, chị Hư gì cũng làm phải không? Nên ngay đó Hư làm đuổi việc cho mọi người cho nên là mới qua đây cho mọi người. Nhìn gà làm chủ không nên gà đuổi luôn phải không? Ôi, làm thử nó quá trời đi, gì chết. Mọi người coi theo dõi bên gì chất thì cũng đã lâu rồi, cũng ít nhiều gì cũng biết Thư rồi. Thì hôm bữa mọi người biết là Thư mổ ruột thừa vậy đó, hôm nay thì mới thấy xuất hiện. Thì Thư ơi, gửi lời chào mọi người cái đi. Chào đi. Rồi là hết tiếp viện rồi, rồi chào mọi người cái đi. Lâu lắm rồi mọi người nhắc em cũng nhiều quá. Em lên lý thằng nó công đánh giỡn luôn. Không ai chửi em đâu. Cũng như là rồi. Anh cứ vậy mà ba mẹ coi em lên là bị chửi hết trơn. Rồi bây giờ tình hình sức khỏe của em khỏe chưa? Khỏe rồi anh. Đi làm lại là hay sao? Chết. Em làm hai đứa con, không nhớ con người chết. Thì khỏe hả? Cũng mừng ra em. Lý là em ở trong bệnh viện á là nhóm vô thăm nhưng mà chắc em ngại hay sao á. Đúng rồi, ngại anh hơn quên lý. Không biết quá, bởi vì không có thông được, không có chia sẻ được. Thì hôm nay từ lúc mà vô bệnh viện rồi mổ rồi xong rồi bây giờ về rồi, hôm nay lần đầu tiên mới gặp Thư ha. Đó giờ mọi người đầy đủ nha. Đó mọi người thấy nè, có anh Gà, chị Chức nè, anh Hưng nè, chị Hư, chị Quyền, anh Dân mà không có anh Tuấn Nguyễn nha. Đó mà anh Tuấn Nguyễn chắc bị mẫn vốn, anh Tuấn Nguyễn không có sức mạnh luôn. Đó Chức giải thể hả? Giải thể rồi, vẫn có 10 kg mà chứ không bán nữa mà. Có bán gì chứ? Có bán không hay giải thể luôn? Giải thể rồi, nghỉ luôn. Đó gì chứ, buôn bán gì kỳ vậy, buôn bán vui vẻ lên chứ. Nay mọi người lên đây ăn tiệc nè. Rồi nay đại món gì chứ? Đại món gì nói đi chứ. Chả cá thịt chuột. Vui vẻ lên đi, giờ ai cũng lên đầy đủ nhà hết rồi nè, đón sưng với gì chứ nè. Đó vui vẻ đi, vui nhà vui cửa đi, anh Tuấn Nguyễn mới làm ăn phát tài được chứ, gì chất cứ gì hoài à, ai mà làm lại. Cái đàn này cầm mới mua xe mới á, vui chưa? Đúng rồi. Ủa gì cầm dạy lên chưa? Ủa nãy anh Gà có quay clip không? Đưa anh đăng clip chưa? Trời ơi, anh nghĩ anh còn view. Bây giờ anh thử quay. Quên đăng clip để dùm sim đăng clip cái clip kia. Đó, sáng anh Gà là có dẫn gì cầm đi mua xe anh Gà? Ê! Quá, tôi bây giờ tôi mới phát hiện nha. Hôm qua hai thùng bia Tiger tôi đâu, giờ còn có thùng kìa. Chỉ là vàng. Đó đây nè. Bốn thùng. Hai thùng bia Tiger của ông Trần còn đầy đủ nha. Rồi, đúng rồi. Tưởng là ok, đem đi bia bán là không được, không mua cho Tuấn Nguyễn nhậu đó. Nhưng mà Tuấn Nguyễn nhậu sợ luôn rồi. Con không thích ăn uống gạo đâu. Ăn má mày nói mày mua kêu tao mua đã, mày nói mày thích ăn. Uống gạo là phải kho thịt kho vịt, ăn với uống gạo kho thịt kho hồng vịt nữa đi rồi ăn chung. Trời ơi. Phải đầy đủ bài mới ăn nha chứ, không đủ bài là khó ăn lắm. Tiền này à. Cái gì vậy? Dân. Gì tốn tiền nữa, căng thẳng gì anh? Chắc rồi. Mỗi lần vô ra mấy cũng tiền nữa, hay ta để chiều nó ra mấy cái. Ủa ở dưới á. Cái câu này mà chắc có trả lời được. Ủa sao em giao ra em đâu có tốn tiền đâu? Chị Vũ nói lúc trước á mua hũ luôn, hũ tiêu của chất á, chất bán có 10.000, hôm nay tại sao báo giá 15.000. Giúp cơ giá lên nè. Có 3 muỗng nè. Rồi bây giờ 15 múc mấy muỗng? 15 là cho hết hũ. Đó chị Vũ nghe kỹ là có nghĩa là bà bán thêm vô á là bà tính 15.000. Còn hôm bữa chị mua á, chị đem về Mỹ á là bà múc có 3 muỗng là múc lưng lưng, hôm nay là bà múc đầy hũ luôn thì bà bán 15.000. Trời ơi, gì cầm xuất hiện luôn nha cả nhà. Đó. Sàn quá. Tự nhiên cái hôm người ta bán xe rồi đi lấy tiền đi ăn. Mày chồng mày nói. Sàn. 3 triệu ta 3 triệu nó đưa coi chứ. Ủa ai nó bán xe chứ? Ở lại em cũng với vào gì. Trời ơi, nay em có gì chứ cứ qua luôn nha cả nhà. Gắn cái vải trắng. Đó, đầy đủ văn võ quá quan mà chủ nhà không có đây nha. Chủ nhà nay mất tiêu rồi. Ừ, gắn đủ quả trâu trên đó ơi. Quả trâu này gắn. Đó, đầy đủ đó nha cả nhà ơi. Đâu rồi. Đó, mày chó mày sủa mày. Chả cá mày ăn được.
Rồi bữa nào con có dao ông chào qua nhà giúp dao luôn nha. Chưa món của kiệu chưa bánh tét. Ôi chú họ đựng lại nó sủa hoài à. Sủa hoài bên đây là chú. Ừ, nó thấy người là sủa liên tục à, nó sủa dữ lắm. Ừ. Nãy tao mới là đó. Tao mới là nhìn sớm mới qua qua mới vốn á. Ủa gì cầm mua sen sao rồi? 4.2 triệu tiền đâu mà gói, ai gói ra phụ gì cầm? 16 hả? Rồi ngày góp lại nhiêu? 50. Ngày góp lại 50 hả? Rồi xe đó chạy ổn không? Có kêu ổn. Ông già đi chết không? Ổn. Mình muốn mua xe kỹ phải không? Mình bỏ ra cỡ 100.000 ra tiệm sửa xe, mình nhờ người ta anh ơi, em mua chiếc xe này 4.2 được không? Người ta sẽ cho mình ý kiến liền à. Nói chung mình chịu có cho 100-200 hộp cà phê là mình mua được chiếc xe ngon. Mình có thủ dữ gì trời. Không có người chó không có sủa nha, giờ có người là chó sủa rất là nhiều luôn. Trời ơi. Thấy mình cầm qua nó sợ cấp độ sủa. Trời ơi, chồng có gì cầm nói gì cầm đoạn cấp đồ nữa kìa. Hôm bữa nó bán xe bây giờ nói người ta bán xe lấy tiền. Ai nói? Đây. Hôm chồng nói, hôm chồng hả quay lên. Sáu chửi kìa. Trời ơi. Nói sao không có nói, còn dùng gì. Ai nói gì chứ? Gắn cái chồng nó bự ra. Clip nào? Clip của ông Trần kìa. Ờ, đó giờ ba mặt một lời đi, cầm với anh Thân với gì chức nè. Hỏi ai chứ? Đó, đó chỉ là hiểu lầm nha cả nhà, chứ không có bán xe nha. Đó trên clip anh Thân là không có bán xe nha cả nhà. Nghiêm ký. 1.600.000 1.600.000 hả? Ôi cầm lên đây cũng đứng chính lại nha. Cái vụ việc bán xe nha, vì chức nói là bán xe mà thực ra là không có bán nha. Vì cầm vẫn để tiền hôm nay cầm mượn gì 6 hay 1.2 triệu để mua chiếc xe 4.2 triệu. 4.2 triệu mà làm sao 1.7 triệu. À đúng rồi, bữa còn 2.5 triệu đúng không? Xe chạy đồ không gà. Xe ok ngon, xe chạy dưới kìa, cầm xe lên kìa hậu xuống rồi. Xong chạy xe lên đây luôn, chỗ này có đường chạy xe lên mà. Đúng rồi, mình chạy trực tiếp vô thang máy luôn mà lên chỗ này. Thôi. Giờ làm liều không con? Không có làm liều. Hả? Con làm tới luôn không? Đưa tiền đi. Đúng rồi. Đưa tiền bây giờ hả? Đưa 5.000 rồi hả? Lấy xe nữa. Không, ra đâu lấy xe đâu, ra đâu tính tiền đâu. Ông gì cầm nó ra mua đồ cái vô liền là không có lấy tiền. Hôm bữa con cũng có vô chứ mình không nói là cả cửa mình ra luôn. Thôi chứ có mua đồ sắm lên cho chồng nha. Làm gì làm chứ cũng không có bỏ chồng. Sắm từ A tới Z luôn. Đó gì cầm có làm cho chồng được như vậy như gì chứ không? Đó gì cầm phải lo cho anh Hưng Trừng, cái xe của anh Hưng Trừng nè, trang trí bông hoa đồ vô. Nè cái này nè lấy cho treo lên đi từ. Nè con nỉ mấy cái phong lì xì nè, gì chứ treo lên cái bóng đèn nè. Kéo lên đi, còn cắt mấy cái dây gặt vô. Ủa, kéo. Mẹ, cái này mày đem về cho ông Gia My. Ủa vậy mẹ có lấy khô không? Về. Có mua khô đem về không? Lấy cái kéo đó coi. Có này khô mua khô đem về không? Lấy cái kéo đi đó. Lấy cái kéo mà mua để đây chúng mình đã làm, trời ơi mệt quá à. Đưa đây. Để đây chúng mình đã làm. Giờ nói chuyện đi, tập trung vào chuyên môn. Ai cũng làm gì trước hết á. Có mua khô đem về không? Không. Mua kia món cũng còn hết 300 mấy rồi. Lấy cái bao ni lông giùm đi, tỏ mở cái ngăn kéo trên. Ông già nè, mấy gà nó giờ. Trả lời anh già. Hoàng đâu? Ôi qua kia lấy hai kia kia lá dứa đem về, cái đó vốn tôi bỏ ra nha chứ. Đem về là cũng phải trả tiền đó. Còn ngồi đây nè, đụng quá cùng quá. Bông lông nữa. Vợ đưa cái chùm đó đây, tao dạy cho người làm. Cái chùm gì? Lá hồi người ta nói là lúc mà người ta ăn áo là cắt cho làm cho, chứ không biết làm đâu. Bao lì xì gắn vô đi. Mệt quá, để chứ người ta làm cho, trời ơi, được tới tới luôn. Kêu mày mở ngăn kéo lấy bao ni lông bọ, mày lấy gì đâu con. Chết chồng bà đâu rồi chứ, nó đi theo quần nhĩ phải không? Không. Mở ngăn kéo lấy bao để đựng đồ. Ba tụi con đâu rồi tụi con? Kìa.
Lấy lì xì cho con Thư đi. Trời con quyền đứa ai. Chưa hết đó, bà lì xì trước đi. Bà lì xì trước đi, con mới làm vô hương được. Làm trước đi. Uống gạo kìa, lát ăn con nha, dưới xương 50 á. Ngày dài lắm, ok, dưới xương nữa. Hôm qua con được chị Đài Loan lì xì cho con ở gì chức. Vậy đưa đây cho cháu ngoại đi. Trời ơi, đâu ra chứ. Bao mới của ta, bao cục hoài. Rồi, giới chương trình giới thiệu bác Khô đây. Không chịu giới thiệu. À chức lập xưởng này, giới thiệu lập xưởng đi chức. À chức. Rồi. 220 rồi. Ừ. Rồi. Bây giờ muốn bán 220 bây giờ bán lại 100 sale sập sàn cả nhà. Bây giờ chức sẽ sale cứ lại này 220 là cùng 100, cứ lại 300 là bán 150 nha cả nhà. À, ăn inbox cho chị Quyền liền nha, hàng xuống giá nha cả nhà. Giảm không nữa nha mọi người ơi. Chuẩn bị giảm 100%. Chuẩn bị phá sản đi chứ. Giao hàng đi mấy bà. Xéo sập sàn, xéo sập sàn cả nhà ơi. 50% mọi người ơi. Một ngày duy nhất. Chỉ một ngày duy nhất. Đúng rồi. Chỉ có bán một ngày hôm nay thôi nha. Xuống mày bài anh Tiên làm vậy đó, hai chim đấu vậy nè. Ủa nó bút máu lưỡi hả? Hai chim máu lưỡi hả? Trời ơi. Giao Tiên đi. Dắt hỏi nên còn kèo nào, dắt buôn má. Ờ, hỏi nên còn kèo không, đẩy thêm một kèo nữa chứ. Giao Tiên, trời ơi. Má này phụ bán tiền có đút vô buôn bán lo lo giao hàng đi giao hàng gì đâu buôn bán cũng lo chim nó cò nè thân với quyền nè chức giờ chức kiên nói là chỉ xe một ngày duy nhất hôm nay thôi đó đúng rồi buôn bán nó đi chú họ chú nói sao bán mì chức lấy tiền mì chức giờ không chịu bán luôn rồi chỉ một ngày duy nhất là làm treo cây đi. Nói này chứ. Nè có hai kim nữa nè. Xeo 50%, xeo 50%. Rồi, con gì đó gần mình cây. Con nó kìa.